Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 15 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hưng Yên hưởng ứng ngày thế giới rửa tay với xà phòng. Sức lan tỏa của phong trào thi đua dân vận khéo ở Hưng Yên. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên ban hành thông báo về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Xã Hồng Quang xã hội hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhật Tân quyết tâm tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2020-2022, xã đã huy động trên 140 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng, hàng nghìn mét vuông đất ở và đất nông nghiệp cùng hàng trăm ngày công tham gia xây dựng các công trình. Với kết quả đã đạt được, năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Nhật Tân đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2012 về lĩnh vực giáo dục. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhật Tân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhật Tân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng nông thôn thông minh, địa phương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh Hưng Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua 3 năm triển khai, phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm là một trong 6 xã trên địa bàn tỉnh được chọn để xây dựng mô hình điểm về dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau hơn 6 tháng, mô hình đi vào hoạt động đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân. Nhờ thực hiện công khai dân chủ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mà việc nhận và trả kết quả hồ sơ trước hạn và đúng hạn cho công dân tại xã đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện cái mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng đã thay đổi nhận thức từ cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa khi người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính với quan điểm là thân thiện, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để người dân thực hiện nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và thực sự là phải hài lòng, qua đó thì về các cái đơn thư phát sinh thì gần như là không có. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình dân vận khéo. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng cây vải trứng ở thôn Ba Đông, xã Phan Xảo Nam, huyện Phù Cừ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đến nay thôn Ba Đông đã chuyển đổi được hầu hết diện tích cấy lúa kém năng suất sang trồng cây vải trứng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi phải xác định cái sự phát triển kinh tế của địa phương là hàng đầu. Thì vậy chúng tôi họp dân tuyên truyền và cũng như là cũng qua những cái hội nghị mà chuyển giao khoa học công nghệ. Đến nay thì trên địa bàn thôn Đông đã chuyển đổi cây cấu cây trồng từ cây lúa kém năng suất sang trồng cây vải trứng yên đạt 97-98%. Năng suất thì đã có hộ gia đình thu nhập từ 600 đến 1 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và duy trì được 2.478 mô hình, điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nổi bật đã xây dựng các mô hình trong vận động giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, giải quyết các điểm nóng phức tạp, bức xúc, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các cái chương trình đề án của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, thì Ban dân vận tỉnh ủy đã xây dựng cái hướng dẫn cấp ủy chính quyền, các sở ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng cái mô hình dân vận khéo. Sau đó thì hàng năm Ban dân vận cũng có những cái tổng hợp đánh giá, rà soát, nghiệm thu nếu những mô hình thực sự có cái tính chất lan tỏa tốt, có cái tầm ảnh hưởng đối với người dân thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho xây dựng và nhân rộng. Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, là cơ sở nền tảng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành thông báo về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu đối với dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, yêu cầu ưu tiên lực lượng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn hai huyện Văn Giang và Văn Lâm, nhất là thu hồi đất nông nghiệp, đất ở, xử lý đất giao không đúng thẩm quyền, di dời mồ mả, xây dựng các khu tái định cư và mở rộng nghĩa trang. Đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống điện, kiên quyết không để các vướng mắc ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất thuộc phạm vi dự án. Đối với dự án thành phần 2.2, Sở Giao thông Vận tải chủ đầu tư dự án cần tập trung tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, phối hợp với nhà thầu xây dựng về triển khai kế hoạch thi công công trình cụ thể hàng tháng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025. Đối với dự án đường Tân Phúc – Võng Phan, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu đến tháng 11 năm 2023 hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 70% diện tích đất phải thu hồi thuộc phạm vi dự án, tiến hành lựa chọn nhà thầu trong tháng 10 năm 2023 theo quy định của pháp luật và khởi công dự án ngay khi đủ điều kiện. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, Ban chỉ đạo đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi, Yên Mỹ, Khoái Châu khẩn trương quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất thuộc phạm vi dự án để bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 10 năm 2023. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thu hồi toàn bộ diện tích đất của các hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng và diện tích đất công ích do Ủy ban Nhân dân xã quản lý theo quy định của pháp luật trong tháng 10 năm 2023, rà soát hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Đối với 7 dự án cụm công nghiệp, Ban chỉ đạo cũng đã có chỉ đạo cụ thể cho từng dự án, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, đó là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉnh lý bản đồ địa chính, chuẩn bị các thủ tục giải phóng mặt bằng, khẩn trương quyết liệt tiến hành các thủ tục thu hồi đất và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 10 năm 2023. Dù đất có giá trị, công trình kiên cố phải phá đi, tốn kém tiền của để xây dựng lại. Nhưng vì phong trào chung của địa phương, vì tiến độ của dự án nên nhiều hộ dân tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên vẫn tự nguyện hiến đất, dỡ tường, bỏ công trình để mở rộng đường. Nhà ông Hát đã phải phá bỏ 30 mét chiều dài tường bao quanh nhà, chiều sâu vào 1 mét để phục vụ dự án mở rộng đường làng thôn Doanh Châu theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu có chiều rộng hơn 6 mét và rãnh thoát nước. Theo tính toán của ông Hát, riêng tiền xây lại tường rào và cổng, gia đình ông cũng phải mất khoảng 40 triệu đồng. Đã phá đi phải làm lại tường, tốn kém thôi thì gia đình chấp nhận, vui vẻ, thoải mái hơn cái gì cả. Ngôi nhà kiên cố, gắn bó với tuổi thơ của các con ông Kiếm cũng được gia đình vui vẻ cắt bỏ và tháo dỡ để nhường đất cho dự án mở rộng đường thôn. Dù đi công tác xa nhà, nhưng khi nghe tin địa phương có chủ trương mở rộng đường, ông Kiếm bàn với gia đình để về dỡ bỏ công trình. Đến bây giờ tôi phá hết toàn bộ công trình kiên cố tôi đã xây hàng mười mấy năm nay rồi, nhưng mà vì xã hội phát triển văn minh thì tôi cũng hiến toàn bộ. Là họp chi bộ, sau đó họp dân, được nhân dân đồng tình giải tỏa để mà làm đường thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ. Thế mà phá rỡ thì có những hộ là vào những công trình nhà bếp, rồi là công trình nhà tắm, rồi là bể nước mưa. Thì đối với các hộ đều có tự nguyện tháo dỡ. Ông Hát và ông Kiếm là hai trong số hơn 70 hộ
tại thôn Doanh Châu phá dỡ công trình tường rào chật cây và hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, gần 100 cây ăn quả lâu năm để làm đường trong đợt này. Tuyến đường dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 11, tuy nhiên chỉ trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 vừa qua, được sự hỗ trợ của đơn vị thi công và sự đồng thuận, tự nguyện của các hộ dân nên đã cơ bản bàn giao mặt bằng công trình. Vì vậy địa phương đang phối hợp cùng với nhà thầu thi công ngay trong giữa tháng 10 này. Vận động nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng các công trình. Địa phương tôi xác định là có mặt bằng sạch, tức là mặt bằng để bàn giao thi công thì mới tiến hành thực hiện các dự án và đảm bảo cái tiến độ giải ngân các cái nguồn vốn đầu tư công. Trong năm nay, xã Phú Cường có 5 công trình, trong đó có 3 dự án đường giao thông do thành phố Hưng Yên và xã làm chủ đầu tư. Tất cả mặt bằng qua khu dân cư và diện tích đất canh tác, đất ao làng của công trình giao thông đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Phấn đấu đến hết năm, tỷ lệ giải ngân các công trình trên địa bàn xã đạt khoảng 95%. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sau khi được tỉnh ủy quyền xác định giá đất, đến nay huyện Văn Lâm đã tiến hành được 4 phiên thẩm định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể kịp thời làm căn cứ tính tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho một số dự án lớn của tỉnh, của huyện trên địa bàn. Trong đó, phải kể đến việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp của 5 xã thị trấn để giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Qua đó, giúp huyện cơ bản hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng gần 39 hectare đất nông nghiệp của trên 1.000 hộ với số tiền chi trả trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phê duyệt giá đất cho dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Đến nay, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến đoạn qua địa bàn huyện. Bên cạnh đó, còn phê duyệt giá đất cho dự án đường DT380, đường nối khu di tích Chùa Nôm với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, đường nối cụm công nghiệp Tân Quang, khu tái định cư xã Đại Đồng, doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Khi mà ủy quyền phê thẩm định giá đất ấy, thì cũng đẩy nhanh được cái thời gian để thẩm định và phê duyệt, chủ động được thời gian hơn và rút ngắn được thời gian để góp phần đẩy nhanh tiến độ hơn trong việc phê duyệt thẩm định và phê duyệt giá đất. Mới được tiếp nhận các cái nội dung công việc này cũng còn phải trong giai đoạn vừa nghiên cứu rồi học tập kinh nghiệm của các cái sở ngành, các huyện bạn, và cũng có những cái bước đi trong cái công tác tham mưu để đảm bảo chất lượng của hồ sơ, thì nó cũng làm tăng cường cái tính trách nhiệm hơn. Thời gian qua, xã Biên Hòa, huyện Phù Cừ và nhà thầu xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm tổ chức đấu giá đất giãn dân, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Được triển khai từ tháng 8 năm 2023, khu giãn dân mới do xã Nguyên Hòa làm chủ đầu tư với diện tích gần 4,1 hectare tại thôn La Tiến, nằm bên trục đường DT386, giao với tuyến DT378. Đến nay, chủ thầu xây dựng đã đạt 70% tiến độ thi công san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến đến giữa tháng cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 100% cơ sở hạ tầng tại khu giãn dân. Xã Nguyên Hòa sẽ tổ chức đấu giá đất vào đầu năm 2024 với khoảng gần 200 suất đất. Toàn bộ nguồn vốn từ việc đấu giá đất sẽ được Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Hòa xây dựng các hạng mục như cải tạo hệ thống đường nội đồng ngoài đê sông Luộc, xây dựng trường mầm non tập trung của xã, cải tạo nhà văn hóa thôn Hạ Đồng, Sĩ Quý. Trong quá trình về đích xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trùng tu tôn tạo các công trình tâm linh, giữ gìn cảnh quan nông thôn, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đã linh hoạt vận dụng thu hút các nguồn lực của tỉnh, của huyện và tại chỗ, đặc biệt là các nguồn xã hội hóa của những người con xa quê và các doanh nghiệp. Giếng làng này được gia đình ông Quyết và bà Hương, người con xã Hồng Quang đang công tác tại thành phố Hà Nội, tài trợ hơn 700 triệu đồng cho thôn để cải tạo, làm mới nhằm giữ gìn một công trình gắn với cảnh quan nông thôn. Năm 2017, gia đình ông Quyết còn tài trợ hàng trăm triệu đồng để làm mới đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong điều kiện nguồn ngân sách của địa phương có hạn. Chúng tôi thấy cái việc mà ủng hộ quê hương là cái việc mình tri ân, cũng như là mình đóng góp vào cái việc xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi rất là tự hào về cái quê hương của mình. Từ
năm 2021 khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, đến nay tổng nguồn lực xã Hồng Quang huy động là gần 60 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn xã hội hóa từ con em quê hương và một số doanh nghiệp là gần 18 tỷ đồng để xây dựng cải tạo các công trình phúc lợi tâm linh ở địa phương. Điển hình như gia đình các ông Nguyễn Như Hồng, Dương Thị Giáng, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Đình Sinh, Trần Văn Chiến, Nguyễn Đắc Được. Có những thôn chỉ trong 7 năm đã vận động đóng góp được hơn 5 tỷ đồng để xây dựng các công trình của địa phương. Đây cũng là những đóng góp quan trọng để xã Hồng Quang được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Hoặc tiểu ban vận động và tiểu ban kiên thiết xây dựng thông báo rõ từng gia đình một ủng hộ bao nhiêu, đóng góp xây dựng cái gì thì anh em được thông báo hết, quá trình làm có thanh tra nhân dân kiểm tra giám sát. Vai trò của người con quê hương, các doanh nghiệp đã đóng góp tiền của và ngày công thì mới có được như ngày hôm nay. Nếu không có thì chắc cũng là rất khó khăn trong cái việc hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Không quá ỷ lại vào nguồn ngân sách, đặc biệt là những công trình nhỏ, công trình tâm linh đảm bảo phục vụ các thiết chế văn hóa, xã Hồng Quang từ lâu đã làm điểm sáng của huyện Ân Thi về việc xã hội hóa trong xây dựng các công trình của địa phương. Đặc biệt khi việc phát huy tính dân chủ minh bạch trong huy động cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn đóng góp của các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm là con em quê hương. Sáng nay, tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế phối hợp với Cục Quản lý Môi trường, Bộ Y tế tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng. Tham dự lễ meeting có đại diện lãnh đạo ngành y tế các tỉnh thành lân cận, một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh cùng thầy cô giáo và hơn 300 học sinh trường trung học cơ sở Phương Triệu, thành phố Hưng Yên. Ngày 15 tháng 10 hàng năm được gọi là Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng và được Liên Hiệp Quốc phát động từ năm 2008. Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng do Tổ chức Đối tác rửa tay toàn cầu khởi xướng với mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng, cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng, đồng thời tiếp tục huy động sự phối hợp tham gia của toàn xã hội trong việc tuyên truyền về lợi ích của việc rửa tay với xà phòng để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, đưa hành động thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thành một nếp sống văn minh của cộng đồng dân cư và của toàn xã hội. Với thông điệp vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên với xà phòng đã khẳng định tầm quan trọng của công tác vệ sinh cá nhân, lợi ích của việc rửa tay sạch, đúng cách với xà phòng. Tại lễ meeting, các đại biểu cùng các em học sinh đã thực hành rửa tay bằng xà phòng theo quy trình 6 bước của Bộ Y tế. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kim Động đã tập trung xây dựng mô hình chi tổ hội nghề nghiệp. Tham gia mô hình này, nhiều hộ dân trên địa bàn đã biết liên kết làm ăn, cải tiến canh tác, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Anh Chính ở thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, đầu tư chăn nuôi gà Lai Đông Tảo 10 năm nay, trải qua nhiều thăng trầm của dịch bệnh và giá cả thị trường. Anh cho biết, để đứng vững với nghề và ngày càng phát triển mở rộng quy mô, phần lớn là do anh đã tham gia vào chi hội chăn nuôi gà Lai Đông Tảo của xã. Hiện nay gia đình anh có 2 trại gà với tổng diện tích gần 2.000 m², thường xuyên duy trì 3.000 con gà đẻ, 1.500 gà thịt và 10.000 gà gột. Bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình anh đạt khoảng 500 triệu đồng. Vào tổ hội thì anh em rất là đông, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và cái kỹ thuật chăn nuôi. Khi con vật nuôi của mình nó bị ốm đau thì chỉ cần điện cho anh em sẽ chia sẻ và mình sẽ chữa được cái con vật nuôi của nhà mình. Và mình đã vào tổ hội thì nó gần như là buôn có bạn bán có phường và anh em nó đông thì sẽ nhờ nhau được nhiều thứ, thế nên là nó sẽ đem lại được cái kinh tế nhà mình tốt hơn. Thời điểm này, các hội viên của chi hội nông dân thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh đang thực hiện nghiêm ngặt bài bản việc chăm sóc các diện tích cam theo quy trình Việt Gáp, chủ yếu dùng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để tạo ra những quả cam có mẫu mã đẹp, mỏng vỏ, ít hạt, vị ngọt thanh, bảo đảm an toàn. Chỉ còn gần một tháng nữa, những diện tích cam này sẽ cho thu hoạch. Gia đình ông Lương Văn Tươi rất phấn khởi vì lại chuẩn bị được thu hoạch một vụ cam được mùa. Dù đã hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng cam, những cây cam của gia đình ông vẫn phát triển tốt, chất lượng quả cam vẫn ngon hơn sau mỗi năm. Có được điều này chính là nhờ những kinh nghiệm, kỹ thuật được các hội viên trong chi hội nông dân cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi làm phổ biến với nhau, làm để không thiếu cỏ,
thuốc trừ sâu sinh học nhiều hơn thì nó sẽ cây nó bền vững trong sản phẩm, rồi giới thiệu cho nhau rồi để tiêu thụ dễ hơn. Đời sống của chúng tôi từ ngày làm cam mới nhiều và thu nhập sẽ cao hơn, làm vài 300 triệu là được. Mỗi một chi tổ hội có một cái vai trò rất quan trọng. Thứ nhất là tuyên truyền hội viên của mình tham gia vào cái việc thi đua sản xuất trồng cây ăn quả có hiệu quả, thì đấy để xây dựng cái thương hiệu, rồi giữ được cái thương hiệu cam Đồng Thanh và cái chất lượng, đảm bảo cái nguồn cam để đưa ra thị trường. Trước đây chỉ là 2 trong số 12 chi hội nghề nghiệp, 12 tổ hội nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, cây có múi, trồng hoa, cây cảnh, cây dược liệu, cây rau màu đã được thành lập và hoạt động trên địa bàn huyện Kim Động. Ngoài ra, còn một số mô hình tiêu biểu như chi hội nghề nghiệp chăn nuôi Việt Sinh Sản, xã Phạm Ngũ Lão, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà siêu trứng, xã Chính Nghĩa. Sự tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất đã giúp các chi hội, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.